Khi tham gia giao thông trên đường phố thì có cái việc này nó rất đơn giản thôi, nhưng mà nó cực kỳ quan trọng nha các bạn. Nếu mà chúng ta không để ý hoặc là chúng ta lơ là chút xíu thì mình vẫn có thể vi phạm giao thông và bị phạt rất là nhiều tiền ở cái điều này ha. Đó chính là việc chúng ta dừng đổ xe như thế nào là cho đúng, đúng không? Thì cái việc đổ xe này đối với các bạn là đã thành đã biết có kinh nghiệm lái xe lâu năm rồi đó, thì cái việc đổ xe nó rất là đơn giản thôi, việc này nó rất là dễ dàng thôi chứ không có gì khó khăn. Nhưng mà đối với các bạn mới lấy bằng, mới biết lái, mới lần đầu tiên vào đô thị lớn thì cái việc đổ xe cũng sẽ làm cho các bạn đôi khi trở nên lúng túng và lo lắng không biết mình đổ như thế nào cho đúng và có vi phạm luật giao thông hay không ha. Thì video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn vấn đề đó ha. Các bạn hãy cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Rồi, trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số nội dung như sau. Thứ nhất là cái cách để chúng ta nhận biết được chỗ nào mà cho phép chúng ta dừng và đổ xe. Cái thứ hai là cái cách chúng ta đổ xe như thế nào là đúng theo quy định. Và cái thứ ba là mình sẽ cập nhật cho các bạn về mức phạt hành chính cho những trường hợp dừng xe, đổ xe sai quy định. Cái thứ ba này mình cập nhật cho các bạn để các bạn trau dồi thêm kiến thức để nắm thêm về luật giao thông thôi. Hy vọng các bạn đừng có dùng tới nha. Các bạn hãy cố gắng làm tốt hai nội dung đầu là ok ha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Đầu tiên thì mình sẽ điểm lại một số biển báo cấm dừng, cấm đổ mà trước đây chúng ta cũng đã từng được học trong phần lý thuyết rồi đó. Thì trong video hôm nay mình sẽ nhắc lại và chia sẻ cho các bạn ý nghĩa của từng biển luôn để chúng ta hiểu và áp dụng cho đúng nha. Đầu tiên là cái biển 130 nè, biển này sẽ cấm chúng ta dừng xe và cấm chúng ta đổ xe luôn ha. Cái biển thứ hai là biển 131A, biển này cấm chúng ta đổ xe nhưng mà cho phép chúng ta dừng xe. Thì cái khái niệm dừng xe ở đây được hiểu như thế nào các bạn ha? Dừng xe là xe chúng ta được dừng tại một điểm nào đó trong khoảng thời gian nhất định để chúng ta làm một cái công việc gì đó thôi ha, chứ không được dừng quá lâu. Và lúc này trạng thái xe chúng ta vẫn còn đang trong tình trạng nổ máy nè, tài xế vẫn còn ngồi trên ghế lái nè, và xe chúng ta có đèn nhấp nháy để cảnh báo các phương tiện tham gia giao thông. Cái nữa là xe chúng ta phải được cập sát vào lề đường, đúng không? Rồi, cái biển kế tiếp là biển 131B. Cái biển này sẽ cấm chúng ta đổ xe vào ngày lẻ của tháng dương lịch như ngày 1, ngày 3, ngày 5, ngày 7, ngày 9, vân vân ha. Nhưng các bạn nhớ là ngày lẻ của tháng dương lịch ha, chứ không phải là ngày lẻ của tuần nha. Có một số bạn hiểu nhầm là ngày lẻ của tuần như thứ ba, thứ năm, thứ bảy là không đúng nha các bạn ha. Rồi, cái biển cuối cùng là biển 131C. Thì biển này sẽ cấm chúng ta đổ xe vào ngày chẵn của tháng dương lịch, ví dụ như ngày 2, ngày 4, ngày 6, ngày 8, vân vân. Đúng chưa? Thì khi mà tham gia giao thông trên cái đoạn đường mà chúng ta thấy có biển cấm ngày chẵn ngày lẻ này á, thì mình cần để ý xem hôm nay cái ngày mình đi là ngày mấy. Ví dụ chúng ta đi vào ngày 2 chẳng hạn, mà cái phía bên tay phải chúng ta đang cấm, để biển cấm là ngày bắn ngày lẻ đúng không, thì mình được phép đổ xe đúng không, tại người ta cấm ngày lẻ chứ người ta đâu có cấm ngày chẵn. Hôm nay mình đi ngày chẵn thì mình được quyền đổ, đúng chưa? Thường thì trên những con đường này á, ví dụ như bên tay phải chúng ta người ta đặt biển cấm ngày lẻ thì phía đối diện sẽ cấm ngày chẵn đúng không, thì mình cứ đổ qua đổ lại mà mình đổ xe cho đúng theo đúng cái ý nghĩa nó ha, là mình sẽ không có bị vi phạm nha. Rồi bây giờ bốn cái biển này nó có hiệu lực từ đâu, bắt đầu khi nào nó có hiệu lực và khi nào nó kết thúc, đúng chưa? Thường thì các biển này sẽ được đặt ở đầu mỗi đoạn đường, thì có nghĩa là nguyên con đường đó bị cấm hết, đúng chưa? Khi mà chúng ta mới vào rẽ vô cái con đường nào đó thì ngay đầu đường nếu có biển cấm thì cả con đường đó sẽ bị cấm luôn, đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta đi qua một cái ngã ba hoặc cái ngã tư trên cái đường đó thì cái biển cấm này sẽ hết hiệu lực, đúng chưa? Nhưng mà các bạn lưu ý nha, khi mà qua cái ngã ba hoặc qua cái ngã tư chúng ta cũng cần phải quan sát để ý tiếp xem cái đoạn kế tiếp là người ta có cấm biển nữa hay không. Nếu mà có cấm biển nữa thì chắc chắn sẽ tiếp tục cấm, đúng không? Còn nếu người ta không cấm biển nữa thì chúng ta được phép
đậu đỗ dừng xe bình thường. À, các bạn ha, các bạn để ý mà mình đậu đỗ cho đúng nha. Rồi thêm một cái lưu ý nữa là ngay chỗ cái biển ở trên á, cái biển mộc 30 và biển mộc 31 a thì có khi người ta không cấm ở đầu đường nhưng mà người ta cấm ở một điểm nào đó trên cái đoạn đường đó. Ví dụ như ở đầu đường người ta không có cấm đâu, nhưng mà có nghĩa lúc đó là chúng ta được phép đậu giờ dần đúng không? Nhưng mà khi đi sâu vô chút xíu gần cơ quan bệnh viện trường học gì đó, người ta sẽ cấm một cái biển dừng đổ ở đó, thì có nghĩa là tại cái phạm vi gần cơ quan trường học đó chúng ta không được phép dừng xe đổ xe đúng không? Các bạn để ý ha, chứ không phải là các bạn thấy ở đầu đường không có biển cấm thì chúng ta cái đậu thoải mái, của chúng ta cái đổ dừng thoải mái là không đúng nha các bạn ha, phải chú ý biển cấm, đi Sài Gòn là mình phải chú ý ha. Rồi bây giờ có trường hợp như thế này, mặc dù trên cái đoạn đường đó vẫn có xuất hiện cái biển cấm dừng cấm đổ ha, nhưng mà chúng ta vẫn được phép dừng và đổ xe bình thường. Lý do tại sao? Tại vì trên cái biển á, người ta có thể kèm theo một cái biển phụ, người ta có khi người ta cấm một cái khung giờ nào đó, hoặc là người ta cấm cái xe khác chứ không phải người ta cấm cái xe của mình đúng chưa. Ví dụ như trong cái trường hợp bà trên màn hình các bạn á, cái biển cấm dừng cấm đổ này á là người ta cấm từ 6 giờ sáng cho tới 8 giờ sáng, còn buổi chiều người ta cấm từ 15 giờ 30 tới 18 giờ 30 đúng chưa. Trong hai khung giờ đó chúng ta không được quyền dừng xe đổ xe ở vị trí này, tuy nhiên ngoài ra thì chúng ta dừng đổ bình thường đúng không. Hoặc là có chỗ người ta cấm, người ta để cái biển cấm như vậy nhưng mà ta kèm theo cái biển phụ là người ta cấm xe tải hoặc là xe khách chứ người ta không có cấm ô tô nhỏ đúng không. Nhà mình đi ô tô nhỏ mình dừng đổ bình thường đúng chưa. Như vậy là khi mà đi tham gia giao thông thì các bạn chịu khó quan sát biển ha, nhất là đi ở các thành phố lớn thì cái việc mà tìm vị trí để chúng ta dừng đổ xe nó rất là cực, nó rất là khó cho chúng ta, cho nên mình để ý chút xíu mình sẽ đỡ cực hơn đúng không. Rồi ngoài ra khi mà có biển cấm thì mình bị cấm là đúng rồi đúng chưa. Còn ngoài ra có những cái nơi mà mặc dù không có biển cấm nhưng mà chúng ta vẫn không được phép dừng xe và đổ xe đó đó, thì có tới 11 vị trí cấm dừng cấm đổ lần các bạn. Như trên màn hình các bạn thấy á, thì thứ nhất là những cái nơi mà bên trái của đường một chiều, khi các bạn tham gia giao thông trên một chiều thì bên trái chúng ta không được phép dừng đổ xe bên đó. Thứ hai là trên các đường cong và bị che khuất tầm nhìn. Thứ ba là trên cầu và dưới gầm cầu vượt. Thứ tư là song song với một xe khác đang dừng đổ. Cái chỗ thứ tư thì có nghĩa là khi mà đối diện chúng ta bên kia đường đã có một xe dừng đổ bên đó rồi thì bên đây mình không thể nào tiếp tục dừng đổ bên đây được nữa đúng không. Mình nếu mà mình đậu song song với chiếc xe đó thì cái lòng đường bị hẹp đi, nó sẽ cản trở giao thông rất là nhiều, sẽ gây tai nạn giao thông ha, cho nên là mình không được làm như vậy. Rồi thứ năm là trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, có cái vạch đi cho người đi bộ thôi mà mình đậu trên đó rồi người ta đi qua không được, người ta sẽ là mình bị phạt đúng chưa. Rồi thứ sáu là nơi đường giao nhau trong phạm vi 5 m. Cái này có nghĩa là sao các bạn? Có nghĩa là tính từ mép đường chỗ ngã tư á, chỗ giao lan nhau á, các bạn bỏ ra 5 m đi rồi các bạn hãy đổ xe dừng xe ha. Rồi thứ bảy là nơi dừng của xe buýt, thì cái trạm xe buýt là cái chỗ để xe buýt ra vào người ta dừng trả khách thì mình không thể nào vô đó mình đậu mình dừng được ha. Thứ tám là trước cổng và trong phạm vi 5 m bên hai bên của trụ sở cơ quan tổ chức, như nãy mình có nói rồi đó, ở gần cơ quan trường học bệnh viện đó. Sẽ có một cái biển cấm chúng ta dừng đổ xe cho đó. Mặc dù có những nơi là sẽ không có một biển cấm đâu nhưng mà mình vẫn không được phép dừng đổ xe cho đó ha. Rồi thứ chín là tại nơi phần đường có bề rộng được chỉ đủ cho một làn xe, đường này rất là nhỏ mình không đậu được. Rồi thứ 10 là trong phạm vi đường sắt, trong phạm vi an toàn của đường sắt. Ngày hôm lý thuyết mình cũng cũng học rồi ha, cách đường sắt ra 5 m thì mình mới đậu được nha. Rồi che khuất biển báo hiệu đường bộ, tức là cái xe mình lớn, ví dụ mình đi cái xe tải đi mà mình đậu phía trước cái biển báo giao thông của cái đường đó là mình sai ha, mình không đậu được vậy, nó sẽ che khuất tầm nhìn của các xe đi sau, người ta không thấy biển báo được, người ta sẽ bị phạt tội nghiệp ta ha, mình cũng bị phạt luôn. Rồi
Trên đó là 11 cái vị trí, mặc dù không có biển báo nhưng mà mình đậu dừng xe đó, đổ xe đó thì mình vẫn bị phạt bình thường nha, các bạn để ý nha. Ngoài ra thì ở khoảng 3 điều 5 của Nghị định 46 năm 2016 á, thì cũng có quy định thêm một số điểm mà chúng ta không được dừng đổ xe ở đó. Ví dụ như chỗ dành cho xe chữa cháy lấy nước nè, trên miệng cống thoát nước hoặc là trên hầm dây điện thoại vân vân. Thì những cái điểm này được cập nhật trong cái phần cuối của video này. Các bạn xem hết video để mình nắm thêm một số điểm nữa để mình biết mà mình né ha các bạn nha. Rồi, đó là cái cách nhận biết được một nơi, một cái vị trí mà chúng ta có thể đổ xe, dừng xe không vi phạm luật giao thông. Đúng chưa? Rồi bây giờ tới cái phần là cái cách mà chúng ta đổ xe thực tế như thế nào để đúng theo quy định. Đúng chưa? Mình tìm được cái vị trí đổ là rõ mắt rồi. Bây giờ mình đổ sai cái nữa mình bị phạt cái quan uổng lắm, đúng không? Thì cái cách đổ là chúng ta làm sao đưa được con xe của mình vô sát trong lề đường mà khoảng cách từ bánh xe cho tới mép lề đường nó chỉ là dưới 25 cm, tức là 0,25 m á. Tức là cái khoảng cách đó nó phải dưới 0,25 m, đúng chưa? Rồi, xong cái nữa là cái gương chiếu hậu của mình phải xếp gọn gàng vô. Đó, mình đậu xe ngay ngắn gọn gàng như vậy là đúng quy định ha, là sẽ không bị phạt nha các bạn nha. Đó là cái cách mà chúng ta đổ xe đúng ha. Rồi bây giờ là mình sẽ đi thực tế một vòng cho các bạn xem trên đường nha, để các bạn hình dung được là những cái gì nãy giờ mình phân tích mình nói cho các bạn nghe ha. Rồi bây giờ là mình đang ở trên đường Trần Hưng Đạo nè, mình chuẩn bị rẽ vào đường Gia Sinh để mình tìm xem có những cái vị trí đậu nào đó, vị trí nào để mình đổ xe thích hợp nha các bạn nhé. Rồi trên đường phía bên đây đường Gia Sinh này thì các bạn thấy cái biển cấm đúng không? Mình mới vừa rẽ vô thôi là các bạn thấy là người ta cấm đậu vào ngày lẻ, đúng chưa? Hôm nay mình đi vào ngày chẵn thì mình đậu được bình thường đúng không? Tại vì người ta cấm ngày lẻ chứ người ta đâu có cấm ngày chẵn. À, thì các bạn cũng nhìn thấy là các anh em người ta đậu xe, người ta đổ xe ngay ngắn thẳng hàng đúng không? Đó. Thấy chưa? Rồi hết hết cái ngã tư thì hiệu lực hết và bắt đầu cái ngã tư cái đoạn tiếp theo thì người ta cấm tiếp một cái biển nè, thấy chưa? Tức là hiệu lực tiếp tục còn đúng không? Là người ta tiếp tục cấm theo ngày lẻ nữa. Đúng chưa? Cấm đậu theo ngày lẻ. Rồi, bây giờ tới một cái ngã ba là hiệu lực cấm đậu ngày lẻ hết, đúng chưa? Và đoạn kế tiếp thì các bạn thấy xuất hiện một cái biển cấm dừng cấm đậu luôn, đúng chưa? Nếu như các bạn không quan sát biển á, các bạn nghĩ là chỗ này sẽ được là đậu theo hôm nay mình đi ngày chẵn mình được đậu đúng không? Người ta cấm ngày lẻ mình được đậu ngày chẵn đúng không? Nhưng mà không phải đâu, tới đây là xuất hiện một cái biển cấm dừng cấm đổ rồi, chỗ này mình không có làm gì được luôn đúng không? Mình đi tiếp. Nếu mà các bạn không để ý là các bạn đây đây cái cổng cơ quan người ta rõ ràng thấy chưa? Rồi phía bên kia cũng có cái biển cấm dừng cấm đổ luôn kìa đúng không? Nếu mà các bạn không để ý là bị phạt tiếp. Rồi tiếp tục con đường này đó. Rồi các bạn để ý ha, trên màn hình chúng ta hiện đang có hai biển cấm. Cái biển ở trên đó là cấm xe tải và xe khách dừng và đổ xe trên cái đoạn đường này, đúng chưa? Còn cái biển ở dưới là cấm ô tô con đổ xe vào ngày lẻ trên đoạn đường này, đúng chưa? Như vậy thì mình phân tích biển ra, mình quan sát biển cho kỹ và kèm theo cái biển phụ nó như thế nào, mình đọc được cái ý nghĩa của cái biển cấm đó thì mình sẽ áp dụng nó rất là dễ dàng và nó mình không có bị bối rối trong khi tìm cái chỗ mà dừng đổ xe các bạn ha. Thì ở trên là mình đã chia sẻ cho bạn cái cách để nhận biết và dừng đổ xe cho đúng theo quy định. Còn bây giờ thì là phần cuối mà mình sẽ cập nhật cho các bạn về các mức phạt vi phạm hành chính mà khi mà chúng ta dừng đổ xe sai quy định. Mình cập nhật để mình trao dồi thêm cái kiến thức về luật giao thông các bạn ha.